Thưa quý vị, đầu tư du lịch sinh thái kết hợp phát triển nông nghiệp nông thôn đang và đang là xu hướng được các nhà đầu tư doanh nghiệp rất quan tâm, đặc biệt là với thị trường du lịch tiềm năng như thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, để các mô hình này phát triển bền vững, đòi hỏi sự đầu tư đúng định hướng, đảm bảo các giá trị hài hòa vì lợi ích cộng đồng. Câu chuyện về đầu tư du lịch sinh thái trên địa bàn các xã tại huyện Hòa Vang đã từng là chủ đề nóng hổi trên truyền thông đại chúng sau khi hàng loạt các mô hình tự phát xuất hiện mặc dù chính quyền địa phương đã có biện pháp xử lý, giải quyết với hầu hết các mô hình này. Tuy nhiên, không thể phủ nhận hiệu quả và giá trị lợi ích về kinh tế mà những mô hình du lịch sinh thái mang lại, đặc biệt là sau khoảng thời gian dài chống chọi với đại dịch COVID-19. Qua cái thời gian vừa rồi thì có một số cái mô hình người ta vừa sản xuất nông nghiệp và kết hợp du lịch để cải thiện cái thu nhập cho bà con sau một cái thời gian rất là khó khăn về cái dịch bệnh thời gian gần đây, xu hướng du lịch sinh thái quay trở lại mạnh mẽ. Thành phố Đà Nẵng cũng đã có những chính sách cởi mở hơn để phát triển các mô hình tiềm năng này. Trong đó phải kể đến 15 mô hình thí điểm về du lịch nông nghiệp kết hợp trên địa bàn huyện Hòa Vang, theo Nghị quyết 82 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Chính sách này đã mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Tuy nhiên, cùng với những điều kiện thuận lợi, đòi hỏi các mô hình này phải phát triển đúng định hướng, đảm bảo những giá trị lợi ích vì cộng đồng đây cũng là yêu cầu cần thiết để các mô hình du lịch sinh thái phát triển bền vững. Đây cũng là yếu tố mà thường trực hội đồng cũng hết sức lưu ý. Quyện Hòa Văn trong quá trình triển khai đề án này. Đề án cũng đã được ủy ban phê duyệt. Từng dự án cụ thể nội dung thì quyện cũng đã có cái đánh giá xem xét phê duyệt cụ thể. Thì đề nghị là thứ nhất là với ủy ban nhân quyện thì chỉ đạo các cái nhà đầu tư, các cái đơn vị là địa phương là thực hiện nghiêm các cái nội dung quy định đề án thì đây là câu chuyện là chúng ta thí điểm cái thương mại dịch vụ trên đất nông nghiệp hoặc là đất đồng lúa thì nó cũng có những cái sự khác biệt nếu làm không cẩn thận thì nó dẫn đến không công bằng về mặt chính sách cho nên là hết sức lưu ý cái yếu tố trong cái đề án thí điểm này nó cũng phải chừng mực giới hạn nào đó thôi và nó thiên về một số hoạt động mang tính phục vụ cho lợi ích cộng đồng Du lịch sinh thái thời gian tới tiếp tục là xu hướng trong phát triển du lịch, tạo các sản phẩm điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước. Cùng với việc thu hút các nhà đầu tư trên lĩnh vực này, thành phố cũng sẽ siết chặt hơn việc kiểm tra, quản lý về đầu tư du lịch sinh thái trên địa bàn huyện Hòa Vang theo đúng định hướng và tinh thần của nghị quyết 82 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.